Hi, xin chào tất cả bạn nhé. Đấy thì cái giai đoạn này mình toàn ở nhà thôi, không có đi ra ngoài quay được ấy. Thì có hôm trước mưa gió bão thì mình có thấy một đôi chim, nó không biết là ổ ở vườn, mình đi ra thăm vườn nhà mình mà. Thế là thấy nó nhảy ở dưới thì nó vẫn còn non. Thế mình nhìn thì cũng thấy thương thương, cái đâm mình bắt về mình nuôi luôn. Mình nuôi luôn thì mình nhìn thấy đúng cái loại này, chim này nó rất là hay, kêu to. Và mình có tìm hiểu thì nghe nói là loại này nếu mà huấn luyện tốt thì có thể trông nhà được tốt hơn cả chó đấy. Thì hôm nay mình quay ngay cho các bạn cùng xem nhé. Thì mình sẽ cho nó ăn luôn, cho hai chú ấy ăn luôn. Ok, bây giờ thì mình sẽ bắt đầu. Đây các bạn ơi, mình đã đập xong ốc rồi đấy. Bây giờ mình sẽ quay đến đôi chim của mình cho các bạn xem nhá. Mình nhốt mỗi chú một lồng luôn. Đấy thì ở đây đây là con to này. Một con to, con nhỏ mặc dù cùng đàn. Đấy, con to này là con cái này. Giờ các chú ấy đang rất là đói rồi. Ok, bây giờ mình sẽ thả chú ấy ra cho ăn nhá. Mình sẽ cho con cái ăn trước. Đấy, mình có thể gọi nó ra. Mọi lần mình gọi cái là ra ngay. Thế là lần này hay là có máy quay nhìn nó sợ. Đấy, các bạn nhìn chưa? Ra đây, ra đây. Chú chim cái này thì đang tập mổ các bạn ạ. Không dám xuống, mọi lần là mình cho là xuống đây mình mở luôn cho cả con cái ra cho ăn nhé. Đấy các bạn nhìn thấy chưa, một phát hết luôn. Đây, mình sẽ mở luôn cả con đực ra cho nó ra nó ăn nhé. Ra đi này. Không dám ra các bạn ạ. Thôi để mình bắt nó ra cho các bạn xem cho nó thích nhá. Ok. Đây, em này ra lấy đây. Hai em cùng ra nhá. Ok. Đây. Đấy, các bạn nhìn chưa, mồm to chưa? Ui, quan được không? Ui, ui. À. Ui giời. Đôi chim này mình mới nuôi được tầm nửa tháng ấy các bạn ạ. Nó lớn rất là nhanh. Các bạn không biết có nhận ra đây là loại chim gì không? Đây chính là chim bìm bịp đấy các bạn. Đây này, ăn được hai con nó khi ngấy rồi sợ. Con kia to quá. Ăn được không mày? Con to kia ăn được hai miếng đã chán rồi. Mày ăn được không mày? Nhặt vào đây cho ăn để cho nó tiêu tí. Không biết có bạn nào nuôi chim mìm bịp thì bây giờ chưa? Các bạn biết là chim mìm bịp này nếu mà huấn luyện tốt nó có thể trông nhà được tốt hơn cả chó ấy các bạn. Nó kêu rất là to, cái tần sóng nó kêu phát ra rất là to. Chán rồi. Được đấy, đói thì há mồm to ăn được mỗi con hai con này. Đấy, con bé thì ăn còn tinh hơn này, con đực thì ăn nát này. Nuốt một. Thank you.
con đấy nó mổ được rồi. À, chắc là vừa ấy ăn no quá nên nghỉ nghỉ xong mới ăn. Mình thấy cái loại chim này nuôi tương đối là dễ và nó thân thiện, nó tận các bạn. Đó là mình huấn luyện quen là mình có thể mình thả ra ngoài đấy, tự vào chuồng luôn, ăn no rồi tự vào chuồng. Rồi, còn em được này ăn nốt con nữa đi, ăn nốt đi không này để phí ra. Xem chừng các em ấy chán rồi, mình cho vào chuồng thôi, để đưa một con vậy. Sao đây mày? À, không vào. Ăn nữa không? Ăn nữa không? Này, ăn đi. Chán rồi các bạn ạ. Em kia tự vào chuồng, em này vẫn chưa biết vào. Thôi đành phải đẩy vào vậy. À đây, ok. Đây là mình đã giới thiệu xong cái đôi chim của mình cho các bạn xem ấy. Đôi chim này tên của nó là chim bìm bịp đấy các bạn ạ. Mai sau nó to lắm. Nó to phải như nó hơn đại bàng tí nhưng mà nó to cũng tương đối. Nói chung là nuôi con này rất là vui. Thỉnh thoảng bắt đồ ăn về cho nó, nhìn nó ăn rất hay các bạn ạ. Ok, thì mình cũng xin dừng video của mình tại đây. Các bạn nhớ đăng ký và chia sẻ video giúp mình nhé. Tiếp tục ủng hộ mình nha. Ok.